Rồi. Chào tất cả anh chị em. Nay thanh lý con này luôn chị, con này nòng 34 ly nha anh chị. Le đỏ tự động luôn. Đầy đủ chức năng, thiếu gì trơn, zin hết luôn à. Cái dòng mà le đỏ này anh chị nhạy giật luôn, đúng không? Chỉ cần lên ga, trả nó xuống nha. Nè, anh chị nhìn trong cái ga nè. À, lên là tự nhả. Nhạy giật lắm, bên chị giật, anh chị khỏi sợ quên cái vụ mà khỏi sợ quên cái vụ đóng le. Nó. Đây ga đầu zin của nó hết. Tắt đầu zin hết, tay ga nó mềm sùi luôn nên chị nhìn nè. Đã không? Mang đã tay. Con này 25 nòng 34 ly nha anh chị, Tanaka. Này xài đầu bò 7 khía luôn anh chị. Zin hết nha anh chị. Xăng đầu zin hết, máy đẹp lắm nha anh chị. Tanaka 2,5 nòng 34 ly nha anh chị, nhạy giật lắm. Bốc lắm anh chị, phát cứu gia đình là quá ok. Bao ship còn có 1,3 triệu anh chưa. Máy này ngoài thị trường bán 1,7 triệu luôn nha anh chị. Thì theo của người bán 1,7 triệu, người bán 1,8 triệu gì cũng đúng. Này xả rẻ hết luôn anh chị. 1,4 triệu bao ship nó còn có 1,3 triệu. À quên đó, cắn cỏ có rồi, còn em gắn cộng dây đeo mới và cộng dây đeo bãi nha anh chị. Máy Tanaka tổ ong mới tin, nhìn máy viết đúng nha. Rồi thôi em chào.